Một trong những bí quyết của cuộc sống hạnh phúc đó là biết hoạch định tài chính cho cuộc sống của bản thân mình và những người thân yêu theo từng giai đoạn khác nhau. Sản phẩm An Khang Dịch Vụ của công ty chúng tôi luôn giúp bạn thực hiện những điều đứng đớn, ví dụ như là mua nhà, mua xe, lập gia đình, rồi nuôi dạy con cái trưởng thành, chăm sóc cha mẹ báo đáp công ơn cha mẹ, rồi còn đi du lịch, rồi nghỉ hưu. Đó là sản phẩm An Khang Dịch Vụ. Chương trình tư vấn khách hàng đến đây là kết thúc. Dạ. Sao bây giờ chị với cháu có quyết định mua sản phẩm của chúng tôi? Dạ chưa nghiên cứu kỹ. Anh cho chúng tôi thời gian để nghiên cứu anh. À, không sao. Thông thường thì tôi nói khoảng chừng 10 lần như vậy người ta. Dạ. Vậy các bạn đúng mình hôm trước ở cùng chúng tôi với Nhà Nguyên. Đó là đơn thân thưởng sáu anh chưa quyền để xây dựng thành cái chỗ đường kè tê của nó đó. Ừ, đúng rồi đó. Thank you mấy bạn, thank you. Đúng gì nhất thì đó, bói hoa, con chim sa. Bây giờ có buồn nữa, chuyện về nó sẽ qua rồi. Một, hai, ba, cái chân nặng á. Yeah. Á, 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 á,
đã nói ra đừng có làm mà. Sao rồi? Trời ơi, có sao không? Mình đã nói đừng có làm mà. Thôi, đưa Nguyên xuống nhà dưới đi. Coi có sao không? Chắc không sao đâu, chứ Nguyên chỉ bị trột thôi à. Chở Nguyên đứng dậy. Mấy đứa đại biểu coi tại liền quyền anh đi mấy đứa lên sân bày trò biết gì mình làm nào. Dạ đâu có chú, tụi con đúng rồi, tụi đứa còn nghe hết rồi. Nè thứ hè vậy là quá đủ rồi, chuẩn bị vô năm học mới rồi. Lo chuyện học hành đi là vừa, đừng có bày trò biết chuyện khác nữa. Chú đã gặp gỡ nói chuyện đăng phan rồi, thằng bé cũng rất dễ thương, nó không khó thương như là mấy con nghĩ đâu. Nhưng mà thôi đừng có cãi nữa, bắt đầu từ ngày mai chuẩn bị cho ông bà. Mấy đứa thấy chưa? Dạ mà sao không phục tụi đứa? Dạ. Sao? Bây giờ Huy khỏe không? Học hành thế nào? Vẫn tốt hả? Ừ, vậy thì hay quá rồi. Ba thì vẫn khỏe. Mỗi tội là rất nhớ mấy bạn. Ba nhớ quê lắm. Ba nhớ cả trường cũ. Nhớ cô giáo. Nhớ bà con lối xóm. Nhớ tất cả mọi người. Thế nào Phan cũng phải xin mẹ để về quê. Không, cái cuộc sống ở thành phố không vui như mấy bạn nghĩ đâu. Chán lắm. Phan chưa quen ở đây. Hả? Ok. Vậy Huy làm cái gì thì làm đi. Giữ liên lạc với nhau nha. Còn gặp lại mà. Bye bye. Sao vậy con hả?
Có chuyện gì nói má nghe coi. Đi. Dạ không có gì. Sao mà không có gì được? Nói má nghe coi nè. Đi con. Con muốn về quê. Sao vậy hả con? Nhà cửa đất đai dù được có bán hết rồi. Má cũng thiệt là kỳ. Mình đang ở chỗ đó tốt mà. Tại sao má cứ thích đổi chỗ ở hoài vậy? Tại sao vậy hả má? Má đã giải thích cho con nghe rồi. Má muốn một cuộc sống tốt hơn cho con. Má đã nhờ một người xin cho con vô một trường có uy tín lắm. Rồi thực trường con sẽ quen, sẽ vui thôi mà. Không, con không thích. Con không thích học ở đây. Con muốn về quê à? Con không quen, con nhớ mọi người lắm. Má, má cho con về quê đi. Má không về đúng không? Má không về, con tự do một mình. Vậy là ngày mai của mình chỉ cần đi mua nón, cái giày nữa là xong rồi má. Ừ, cả kẹp tóc nữa. Ừ. Sau đó tụi mình ra bánh xèo luôn ha. Để má biết một chỗ ngon, bổ, rẻ hả? Đại đó, tôi ra bán đây. Thôi đi, thôi đi. Muốn cái gì thì lấy mai tính tiếp. Giờ này cũng tối rồi, đi nhà đi. Chứ không chờ, chứ không la cho bây giờ. Hồi chiều chứ mình gặp căng quá. Sợ hết hồn. Cũng tại cái thằng đó đó, tự nhiên cái lời đây ở chứ không biết nữa. Giống như là thiên thạch trên trời rơi xuống vậy. Ba ơi, ba đứng lại, ba nó nghe nè, con ơi. Ba đứng lại đi, ba ơi. Ba đứng lại, ba ơi. Con ba lại cho cô đi. Chạy xe sơn mất. Thôi, đồ với bạn chúng tôi, nha, không có tranh giành mua đồ với bạn đâu. Nguyên với bạn từ từ lựa đồ đi nha. Mấy cái này hả? Hợp với bạn. Có hợp với tụi Nga. Chính xác. Ủa, mấy cái tôi đồ hiệu của Nga đâu rồi? Đồ hiệu này nha. Đồ hiệu trong đây mấy bạn. Ừ. Để ok lắm. Thôi, bỏ đi. Tụi mình đi. Bye bye nha. Bye bye, bye bye. Cũng ba mẹ mấy bồ mà đi đâu nghe nè. Nói rồi. Mà lỡ tiếp đi. Hết luôn. Ok.
gì vậy? Là giật cả mình à? Tức quá mà. Tại sao con Nga Nga nó cứ đi theo ám tụi mình hoài vậy chứ? Tại của nó là như vậy mà. Quên kệ ta đây, còn hay có chiêu chọc người khác nữa. Mày buồn hả? Không muốn nổi đi nấu này nổi rồi nè. Cô Duy, tưởng đâu á, thoát được cục. Thì cục thiên thạch đăng phan đó. Ai ngờ đâu, lại gặp ngay con Nga Nga đó. Cục cho mình. Trời ơi, mình nghĩ tới những ngày sắp tới á, ngày nào đi học cũng phải gặp nhóm Nga Nga hết trơn á. Mình buồn mất rồi à, mình sợ mình chết luôn vậy đó. Lớn quá à. Quá rồi bà. Từ trước tới giờ nhóm tụi mình đâu có bao giờ cùng nhóm Nga Nga đúng không? Ừ. Vậy thì tại sao Nga Nga lúc nào cũng kiếm chuyện với nhóm tụi mình hết trơn á? Ừ. Bực của mình. Đúng đó, bà nói đúng hơn á, là Nga Nga thích chịu trọng Uyên nhất á. Sao kỳ ta? Đơn giản thôi, vì Uyên là chủ nhóm mà. Đúng, mà chưa có đủ đâu. Đúng sao vậy? Gì á, Nga Nga luôn xem Nguyên là đối thủ. Coi mình là đối thủ hả? Ừ. Tại sao lại như vậy? Gì á, Nga Nga thấy bạn rất là nhiều tố chất, đầy đủ tiềm năng để mà cạnh tranh với Nga Nga. Thì các bạn cứ nhìn đi, Nguyên nó đẹp không? Đẹp. Nguyên còn thông minh và tài ba nữa. Nói chung là Nguyên có đầy đủ sức mạnh để cạnh tranh công bằng với Nga Nga. Và vị trí number one của Nga Nga có thể bị Nguyên chiếm mất. Chính xác. Mình có năng lực thật hả? Ừ. Đúng vậy. Vì vậy đó, thì Nguyên phải đứng lên để khẳng định, để cho Nga Nga không xem thường chỗ này nữa. Ừ. Bọn mình đó sẽ ủng hộ cho Nguyên Nguyên 100% công lực luôn. Đúng rồi, cố lên Nguyên Nguyên. Bạn á phải là cố lên cho nhóm tụi mình luôn nhờ nó chứ. Ừ. Đúng không? Ừ. Mình sẽ cố gắng. Học kỳ này á mình sẽ cạnh tranh công bằng với nhóm Nga Nga. Chịu không? Quang ơi, chúc em Nguyên Nguyên cảnh tiền. Nhưng mà không sao, chơi luôn. Quá thì vui không? Cô đã tôn trọng các em, đã cho các em quyền chọn lựa bạn trong nhóm. Cô hy vọng rằng các em sẽ giúp nhau để tiến bộ trong học tập. Bây giờ cô phân công để coi, Nga sẽ là tổ trưởng tổ 1, Thanh là tổ 2, Quyên tổ trưởng tổ 3, Tùng tổ 4, Mạnh tổ 5 và Khánh là sẽ là tổ trưởng tổ 6. À, chúng ta hãy cho các tổ trưởng chúng ta một tràng pháo tay đi các em. Các em chờ con chút. Các em trật tự. Chúng ta có một bạn học mới. Ba, em tự giới thiệu với mình đi. Ba. À, dạ. Xin chào các bạn. Tôi tên là Đăng Khai. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Và rất mong các bạn ủng hộ. Chủ tay đi các em. Bây giờ cô sẽ phân công Phan vào tổ 3. Đó là tổ của Nguyên Nguyên. Phan à, em phải vào đầu bằng. Ừ, nhưng mà... Dạ. Thank you.
Vui lắm hả? Là sao? Sao tối ngày cứ ám như tôi vậy? Ê! Gì vậy? Không thích đi chung với cậu, tỏ ra! Không được! Ê! Tỏ ra! Ê! Ê! Dạ! Làm gì ạ? Dạ! Cháu! Cháu! Ê! 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 Quậy ạ? Dạ! Chờ chút xíu đâu có sao! Trời ơi! Ờ, bởi vậy, đang chán thiên bộ, lên vô người nó khỏe mạnh.